bố xin tiền mẹ bố mua à bố không cần xin không tiền. Không cần xin, bố lắp camera ở đây xong rồi năm sau bố kiểm tra lại xem mẹ có làm gì như thế không nhá, không làm bỏ vợ ơi. Cậu nhóc ấm ức đề nghị bố bỏ vợ nếu còn tiếp tục không chịu nghe lời. Chắc hẳn trong mỗi gia đình các ông bố sẽ là người hay bày trò nghịch ngợm cùng con hơn. Chính sự nuông chiều ấy đã khiến nhiều cô cậu nhóc sẵn sàng đứng về phe bố để tạo phản với mẹ. Thậm chí khi bị mẹ mắng, đám nhóc bướng bỉnh còn xúi bố đổi mẹ khác cho con. Cô bé xuất hiện trong đoạn clip ngắn mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây cùng câu nói bố bỏ vợ đi đã khiến dân tình phải cười nghiêng ngả. Bây giờ bố sẽ khuyên bảo mẹ để không xảy ra chuyện này. Bố khuyên bảo mẹ không nghe lời nữa. Tại sao em biết bố đã khuyên đâu? Bố cứ khuyên đi. Bố cứ khuyên đi. Xong rồi bố xin tiền mẹ bố mua. À bố không cần xin. Bố lắp camera ở đây xong rồi năm sau bố kiểm tra lại xem mẹ có làm gì như thế không nhá. Không làm bỏ vợ ơi. Cũng không rõ sự việc ra sao mà cậu nhóc trông rất ấm ức với lời khẳng định mẹ sẽ không nghe lời khuyên của bố đâu. Cậu còn khuyên bố nên mua camera để theo dõi xem mẹ có thay đổi không. Cuối cùng cậu chốt hạ rằng nếu mẹ không làm theo thì bố nên bỏ vợ. Nhiều người xem đoạn clip đều đoán rằng cậu bé này chắc hẳn vừa bị mẹ mắng cho một trận nên mới tỏ ra tức tử như vậy. Có lẽ ông bố cũng nhiều lần mắng mẹ bên con nhưng không thành nên cậu con trai mới tức nước vỡ bờ, xúi bố bỏ vợ nhanh còn kịp. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều những bình luận hài hước từ phía dân tình. Không biết sau này cậu bé lớn lên và xem lại màn xúi bố bỏ vợ của mình sẽ ngại ngùng như thế nào nhỉ? Các cô cậu nhóc của chúng ta vẫn còn quá ngây thơ để hiểu chuyện bỏ vợ hay đổi mẹ, nên câu nói trong ấm ức ấy thật khiến người lớn phải phì cười. Trước đây cũng từng có trường hợp của một cô bé bị mẹ mắng vì không làm bài tập mà mếu máo xúi bố đổi vợ khác, khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt. Hay như cậu nhóc viết chữ xấu bị mẹ phạt, đã gọi điện cho bố yêu cầu đổi luôn mẹ mới là ông bố phải giật mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.